Thu tiền của Anh khách nói đến cho đi trên. rõ nếu như anh có mục đích gì cho Rồi nên có, anh thắc địa mắc chỉ anh em hỏi có, số điện thoại em có đầy đủ ở đây. Anh thắc Cho mắc anh nên em sẽ hỏi không sợ bất kỳ thành phần nào. Ví dụ như là báo, ví dụ camera anh có thể, anh có camera hay là có ghi âm hay là gì, em không có sợ những vấn đề đó. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây, khu vực lòng hồ Trị An thuộc địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai thu hút nhiều du khách về tham quan, cắm trại, dã ngoại. Cùng với các điểm kinh doanh buôn bán, các mặt hàng phục vụ, thì nơi đây xuất hiện nhiều nhóm thanh niên trấn lột tiền của du khách. Để yên thân, nhiều người phải móc tiền ra trả cho phí thu tiền bãi tự đặt của các nhóm này. Ngày 29 tháng 11, một người đàn ông ngụ thành phố Biên Hòa cùng nhóm bạn 5 người đến khu vực hồ Trị An dự định sẽ cắm trại qua đêm ở đây. Do có kinh nghiệm du lịch bụi, cả nhóm đã chuẩn bị các vật dụng như bạt trải, lều, thùng đá, thức ăn, đồ uống. Khi đến hồ Trị An, cả nhóm đã chọn một bãi đất trống sát hồ nước của thủy điện để cắm trại. Khoảng 14 giờ, khi vừa trải bạt và bày thức ăn ra, thì xuất hiện 3 thanh niên khoảng 20 tuổi đến yêu cầu nhóm phải nộp 100.000 đồng. Và đây là cách mà 3 thanh niên đến thu tiền bãi. Để tránh va chạm, một người trong nhóm đành đưa cho một thanh niên 100.000 đồng như thế này. Trong khoảng thời gian có mặt tại đây, chúng tôi chứng kiến hầu hết du khách bị các thanh niên đến thu tiền phí. Vào khoảng 19 giờ, sau khi thu hết tiền các nhóm du khách lân cận, thanh niên khoảng 26 tuổi, ngụ Bình Dương đi xe máy đến một nhóm khác. Lúc này, thanh niên này cho biết toàn bộ khu vực hồ Trị An đều được chia ra để quản lý du khách thu tiền. Từ chỗ anh bên đây là 20 nè, như bên kia là 30, bên đó cũng 30, bên có nhà vệ sinh này kia đâu nữa. Bên chỗ có nhà vệ sinh thì 30, còn đây là dạng tự do, dĩ tiền bãi, tiền dọn rác này kia thôi. Theo quan sát của chúng tôi, khu vực nơi này thu tiền trải dài vài km, có tới hàng trăm du khách. Để quản lý được khu vực rộng ven hồ Trị An này, thanh niên này cho biết cả nhóm phải thường xuyên di chuyển qua lại để tránh thu tiền sót người. Như ngày thường đâu có thu tiền đâu đúng không? Vẫn thu bình thường anh. Tương tự, ngày 29 tháng 11, một nhóm gồm 5 thanh niên ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũng đến một bãi đất trống khác ven hồ Trị An để dã ngoại. Vừa trải bạt mang theo để ngồi ăn uống vui chơi, thì ngay lập tức, một thanh niên khoảng 22 tuổi lại yêu cầu nộp tiền bãi. Nhưng mà ở đây bây giờ này em có thu. Thu tiền gì mới là vấn đề? Ở đây thu tiền phí bãi. Một người trong nhóm thắc mắc, đây là đất của nhà nước quản lý mà sao tự nhiên thu phí? Thì người này nói, em đây là cái phát quang dọn dẹp của em ở đây, em thu tiền phát quang dọn dẹp ở đây. Du khách tiếp tục hỏi ở đây nhà nước có cho làm không hay tự bày ra, thì một thanh niên đáp, bây giờ nói là anh không có sử dụng những cái thứ trong kia, bên trong đấy chính thứ đó thì em anh không dùng. Bây giờ anh đây, này đây là em đã phát quang đây, anh này là anh không quang. Anh nói nghe, anh này là đất của nhà nước, anh vô đây anh nghĩ là vô đây chơi bình thường thôi chứ đâu có kiểu tiền gì đâu em. Bây giờ ý giờ nó là ở đây là công an, bây giờ công an cho em làm. Ở đây em có đăng ký. Có đăng ký, bên công an cho em làm. Có đăng ký với anh. Lúc này, nhóm du khách bất đắc dĩ phải đưa 80.000 đồng cho thanh niên nói trên. Trước thực trạng thu tiền kiệu trấn lột du khách trên, lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai khẳng định không có chuyện được phép thu phí và công an đã nắm được thông tin, đang vào cuộc.